Hãng tư vấn chiến lược và đánh giá thương hiệu Brand Finance cũng vừa công bố danh sách top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2017. Tổng giá trị thương hiệu năm nay đạt 11,3 triệu đô la Mỹ, tăng 32% so với năm ngoái, trong đó lĩnh vực viễn thông chiếm đến 35%, dẫn đầu các lĩnh vực khác về giá trị thương hiệu, tiếp theo là thực phẩm 15% và ngân hàng 11%. Mặc dù không phải là thương hiệu có giá trị nhất, nhưng thế giới di động là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Đơn vị này có chỉ số sức mạnh thương hiệu Brand Strength Index ở mức 82, xếp hạng thương hiệu AAA trừ. Brand Finance cũng cho biết các thương hiệu trong top 10 tạo nên 68% giá trị thương hiệu của top 50 với tổng giá trị thương hiệu đạt 7.628 triệu đô la Mỹ. Trong top 10 giá trị thương hiệu nhất Việt Nam 2017, có tới 4 gương mặt thuộc lĩnh vực viễn thông là Viettel, VNPT, Mobifone và Vinaphone với vị trí xếp hạng lần lượt là 1, 3, 7 và 8.